Rồi, ok, chào các bác quay lại với Sinh Audio nhé. Hôm nay em xả cho bác này một con đẩy 3 kênh. Tên của nó là xe 3. 3 kênh nhé, 1, 2, 3. 3 kênh. Con này có công suất nó là 500 x 500 x 700W. Nó sử dụng là 2, 4, 5, 10 sò một kênh full. Đây nhé, 10 sò kênh full nhé, 3, 5 và 2, 4, 6, 12 sò kênh súp cộng với cả bù áp nữa, kênh súp có bù áp nhé, nguồn 18 phân đây, nguồn 18 phân này đấy nhá, các bác nhìn xem nguồn 18 phân nhá, 2, 4, 6, 8, 10 quả tụ. Con này thì nó có một đặc biệt riêng. Con này nó chỉ có 2 tín hiệu đầu vào thôi và 3 tín hiệu đầu ra. Nó sẽ ăn kênh bát này, nó sẽ ăn tín hiệu của cả hai cái này. Có nghĩa là các bác cắm một trong hai cái này đều có tiếng bát ra. Được chưa? Đều có tiếng bát ra, nó sẽ ăn tín hiệu và nó có cái mạch cắt súp dành riêng cho kênh bát, dành riêng cho cái mạch bát. Con này thì các bác về các bác chỉ đánh được một cặp 30 thôi. Cặp 30 và một súp hơi khoảng 40 hoặc 50. Tùy theo nhu cầu điều kiện của gia đình. Và giá em báo giá luôn con này em xả cho các bác với giá là 3.300.000. Không có phí vận chuyển nhá. Đó, bật thử cho các bác xem này. Đây nhá, hai kênh nhá. Đây, một dây. Nó sẽ tắt. Đây là súp hơi 50 nhá. Đây là súp hơi 50. Bật tổng thể này. Cái quạt thì bao giờ nó nóng lên nó sẽ quay. Có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398192198 nhé. Em xả thanh lý cho các bác đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé.